chân đùi trọng tâm vậy đó. Em không thích đùi bên đây mới rung. Mời bạn nam. Chào anh Kiều Linh và chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Rồi ngồi với bạn. Mời bạn nữ. Rồi em gái giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào mọi người, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Với lại chào anh bên kia. Em tên Nguyễn Thị Mỹ Nhàn, 26 tuổi, quê em ở Bình Định. Hiện tại em đang làm ở Sài Gòn. Em làm công việc gì? Em làm điều dưỡng ở một spa thẩm mỹ viện. Rồi mời bạn trai. Em tên Hùng. Họ tên này đủ là Lê Thanh Hùng. Giáo viên trường cấp 2. Cấp 2, ở đâu? Ở quận 1. Dạy quận 1 hả? Quê dạ. Bạn ở đâu? Quê em ở Đắk Lắk. Dạy bốn gì em bạn? Em ở mình ạ. Em dạy thể dục chị Cát Tường. Rồi ưu điểm khuyết điểm của mình là gì em Nhàn? Dạ ưu điểm của em là em cũng hay cười, cũng khá dễ chịu. Khuyết điểm của em thì em hay nhằn, với lại một số vấn đề không vừa ý thì hay nói nhiều, hay nói giống như nói nhây á. Mình biết vậy sao mình không khắc phục đi em? Cố gắng nhưng mà thấy nó không cải thiện được chị. Vậy á hả? Bạn trai có thích người phụ nữ hay lằng nhằng hay nói nhiều không? Dạ thích chị. Tại vì bình thường em cũng ít nói lắm. Em cũng cần có một người nào nói nhiều nhiều tí. Thầy giáo này cũng hay nha, chứ xưa giờ tôi thấy anh có ai thích là vợ nói nhiều kìa, càm ràm lắm á. Anh có ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Nói chung là biết nấu ăn rồi công việc nhà là biết. Coi như ở mình là tất cả việc nhà biết hết. Dạ đúng rồi, làm hết. Khuyết điểm của mình là gì? Chắc là hơi nhỏ có ăn xíu. Cũng không nhỏ lắm đâu, vừa rồi. Cố gắng ăn uống xíu thì dạ. Có gì đâu. Tình trường của mình sao rồi Nhàn? Hồi sinh viên á chị, cũng từng có một mối tình. Sau khi ra trường được một thời gian thì bọn em cũng chia tay. Từ đó đến nay là bao lâu rồi mình không có bạn trai? Em đã làm 3 năm hơn rồi, chắc cũng tầm đó chị. 3 năm hơn rồi. Em có biết nguyên nhân tại sao không? Cái đối tượng mà em gặp thường xuyên hầu hết là phụ nữ, tại vì mọi người làm đẹp đó chị. Rồi em cũng có gặp gỡ bạn bè nhưng mà chưa tìm thấy ai hợp ý mình. Bạn trai thì sao? Dạ em cũng trải qua được 2 mối tình rồi chị, đều 4 năm. Dài vậy đó hả? Tại sao lại chia tay? Tại lúc trước là em làm tính về quê làm việc, sang sống rồi chia tay người ấy. Không ngờ là duyên số sao là không biết sao là lại quay về Sài Gòn làm lại. Cũng có liên lạc, cũng đi chơi. Rồi cũng nói chung là cũng muốn trở lại, cũng muốn yêu lại nhưng mà người ấy đã có người yêu rồi, không thể quay lại được. Sau 2 mối tình đó thì bạn rút ra được kinh nghiệm thế nào cho mối tình thứ 3? Em sẽ lo lắng và quan tâm người ấy hết mình. Đúng rồi, còn gì nữa không? Luôn luôn bên cạnh và che chở. Vậy thì tốt, coi như những mối tình trước là nó thiếu những thứ đó. Mình phải bổ sung dạ, cho nó chắc chắn ha. Mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Biết quan tâm gia đình, còn về ngoại hình thì không có, em không có quan tâm quá nhiều. Vậy hả? Sao cũng được hả? Đừng có quá xấu là được, sợ sinh con xấu, tội nghiệp. Như thế nào là xấu? Như thế nào là quá xấu? Xấu quá kiểu như là nhìn khuôn mặt vô không có nét gì hết á. Em thì không sai nhưng mà tội con sau này tội nghiệp. Cân nặng, tóc tai. Chúng mình là được. Em quan tâm tới cái suy nghĩ của anh ấy nhiều hơn. Em thích một người bạn trai biết quan tâm gia đình, giống như là trước mắt là anh ấy biết quan tâm những người thân trong gia đình anh ấy trước. Em thử hình dung cái anh bên đây ngồi như thế nào. Cao mập, ốm tròn, tóc tai, quần áo thế nào thử xem. Hồi nãy anh có nói là anh khá nhỏ con. Thì em nghĩ chắc cũng vừa tầm. Thầy giáo thì chắc là ăn mặc lịch sự anh ha. Áo sơ mi và quần jean. Em nghĩ là như vậy. Đúng không ta? Đúng. Tạm vậy đi ha. Có cái điều gì em không thích? Rung đùi, trọng tâm vậy đó. Em không thích. Đùi bên đây mới rung. Mà làm gì rung đùi em không thích. Chào em. Ủa sao em không thích đàn ông rung đùi? Cái nhìn đầu tiên á, nhìn vô thấy bất kỳ con trai con gái gì mà rung đùi em không có tình cảm gì hết. Nhiều khi á, người ta hồi hộp hay căng thẳng gì đó, người ta rung đùi để cho nó bớt vậy thôi, đó cũng là cá tính mà. Dạ không, em nghĩ là nếu như căng thẳng thì người ta sẽ làm cái khác, giống như là nắm tay hoặc là đổ mồ hôi hoặc là nói lắp hoặc là rung gì đó cho em nghĩ. Đó là cái tật của người ta thôi em à. Có yêu cầu gì chồng tương lai của mình không? Anh biết nấu ăn một chút, biết nhậu một chút, phải vui tích một chút. Tại nhà em các thành viên khác ai cũng nói nhiều hết trơn. Cô này lạ nha. Tại vì em không nhậu được, cho nên là chồng em hoặc là bạn trai biết nhậu một chút, đi chung rồi có người uống giùm em. Thôi cũng có lý do hết ha. Bây giờ nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Nếu như mà tìm hiểu hợp thì tầm 1 năm là được rồi, em không muốn quá lâu. 1 năm. Bạn trai bên kia mình muốn mẫu người bạn gái như thế nào em? Hiền lành, dễ thương chút cũng được. Em hình dung cô gái bên kia thế nào? Giọng nói đó là ấm áp. Em nghĩ là dễ thương, rất là dễ thương. Nếu như được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Dạ càng sớm càng tốt chị. Sớm là bao lâu?
Thì nếu mà được thì 3 tháng hoặc là cuối năm. Trời ơi, mà 3 tháng trường, nhanh dữ vậy. Cảm ơn bạn. Mà hiện giờ mình đang sống với ai? Dạ em đang ở một mình vậy. À, rồi ba mẹ? Dạ ba mẹ thì ở quê ạ. Ở quê, thì, vậy là mình lập nghiệp ở trong này luôn. Nếu lấy vợ mình cũng ở trong này luôn dạ, ha. Dạ đúng rồi chị. Nói chung là em cũng tính là năm sau mua nhà. À, đã chuẩn bị được tới đâu rồi? Dạ thì nói chung là cũng có khả năng mua nhà rồi chị. Có rồi ha. Điều gì mà em không thích ở người bạn gái? Ghen. Ghen mà ghen, ý là ghen vừa thôi, đừng có ghen quá đáng. Nhưng mình có lăng nhăng có gì không? Dạ không vậy. Em rất là chung tình. Nhưng mình chung tình thì người ta đâu có gì đâu ghen. Đôi lúc là đi chơi bạn bè đồ thì nói chung có trai có gái rồi nó. Thì mai mốt mình chịu khó mình chở cổ theo. Cái đó là đương nhiên là chị. Nhưng mà ngược lại anh có ghen không? Yêu thì phải ghen. Thấy chưa, mình cũng ghen mà mình không cho người ta ghen. Nhưng mà ghen vừa thôi, không phải là ghen quá đáng mà ghen lồng lộn, có nhiều người ghen mà kinh khủng lắm. À vậy hả? Mình có sở thích gì không? Em thích tặng váy cho bạn gái. Ủa sao lại tặng váy? Em thích con gái mặc váy. À. Mỗi lần lễ gì là em hay tặng váy đó. Đó giờ tặng bao nhiêu cái váy rồi? Nó nhiều. Hả? Nhiều, chắc mấy chục cái. Tặng ai dữ vậy? Hồi xưa em có người yêu thì mỗi lần lễ gì là đều tặng lễ váy. Tặng cái váy, lễ tặng cái váy. Ngày bình thường thích thì cũng tặng. À vậy á hả? Thấy là đẹp là tặng. Cứ thấy cái váy là đẹp là thấy hợp là mua tặng. Được á, được á. Người đàn ông thích tặng váy. Em có thích mặc váy không? Ráng đi quen ảnh năm sưu tập vài chục bộ váy. Rồi bây giờ mình giao lưu với người thân đi. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với em họ của em. Em họ của em, rồi em của em đâu? Rồi chào em. Em xin chào anh Quyền Linh. Em xin chào chị Cát Tường. Chào mọi người có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Em tên Nghĩa, là em họ của chị Nhàn. Thấy có vẻ anh cũng một người ít nói. Mà bà chị em thì bà sống nội tâm lắm. Anh mà ít nói là anh không khui được thì sao giải quyết vấn đề được. Thì nói nhiều lại cái gì đâu. Cái đó là với người yêu thôi. Còn thì như em, tụi em họ thì chị em thoải mái. Nếu có gì thì anh cứ bọc lót qua đường của em chỉ thôi. Dạ. Vậy thì nghe em. Đi lo chút xíu cho em cà phê đó. À là em xin hết rồi. À cảm ơn em. Thầy giáo đi chung với ai? Dạ em có bạn, có những người bạn đi cùng. Nhiều bạn quá, bạn nào đại diện? Đông quá vậy kìa, sao bạn nhà gái hỏi đông quá. Rồi ai đại diện nói chuyện đây? Xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào tất cả các bạn có trong khán phòng hôm nay. Chào bạn gái. Bạn trai bên mình thì tuy là ít nói nhưng mà chỉ cần thấy bạn gái thể hiện thế nào là bạn ấy hiểu cần phải làm gì liền. Cho nên là bạn cứ yên tâm về bên bạn trai mình. À, bạn trai bệnh có tật xấu gì không em? Có tật xấu là theo yêu cầu của bạn gái thôi. Biết nấu ăn, biết nhậu, chơi thể thao. Đó là tật xấu của bạn trai bên đó thôi. Vậy là được rồi ha. Có bạn lăng xê dữ quá ha. Rồi cảm ơn. Chúng tôi sẽ kéo màn để cho hai người gặp mặt. Rồi, hai người thoải mái nói chuyện đi. À, chào em. Anh có chậu lan tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Nói chung là mình lên đây là có một cái duyên, gặp mặt ở đây là một cái duyên rồi. Dạ cảm ơn anh. Em đẹp giống như hoa vậy đó. Trời ơi, ông này cũng chịu không được. Thầy giáo mà. Anh có hay về quê không? Một năm về khoảng 2 lần. Hè với lại Tết. Em hồi nãy là em tên Nhàn đúng không? Là điều dưỡng đúng không? Dạ đúng rồi anh. À, hồi xưa người yêu thứ hai của anh cũng học điều dưỡng. Người yêu bỏ chuyện nó qua một bên đi. Dạ. À, em gái em út anh cũng học điều dưỡng, giờ nó đang du học bên Đức. Dạ. Nhà anh có đông người không? Anh là con một, kế con bé út về em kế lấy chồng rồi. Gì mà nói anh con? Con trai một, con trai một. Tiếp tục đi. Kế hoạch hẹn hò thế nào đó? À, anh nói là anh cũng cũng chuẩn bị có một chuyến đi chơi xa, nếu mà chúng mình mà có hẹn hò thì cũng có thể mời em đi cùng. À, là đi Đà Lạt hoặc là đi Vũng Tàu gì đó. Hôm qua thì anh mới đi Vũng Tàu về, chắc là đi Đà Lạt. Dạ. Đi chi chi phí ai lo? Thì tất nhiên em lo, con trai mà, con trai phải. Vậy mà có mấy người con trai đây hỏi chi phí ai lo, nói mỗi người chia nhau. Em nói là em thích bạn trai nhậu đúng không? Dạ. À, nói chung bạn anh bạn nhậu nhiều lắm. Dễ thường một tuần anh nhậu mấy lần? Nếu mà có người yêu thì chắc một tuần một lần. Còn bình thường thì chắc 6-7 lần. Thì nói nhậu hết tuần cho rồi. Tính tới kế hoạch đám cưới đi.
Trước mắt thì nói chung là nếu mà cưới thì có thể là ở trọ 1-2 tháng để mình kiếm đất chỗ nào nó phù hợp rồi mình mua, thì thích ở chỗ nào đó mà cảm thấy vừa cái đồng tiền của mình thì mình mua thôi. Mà có tiền chưa mà nói 1-2 tháng dạ, mua có, đất? Có. Đó, mạnh miệng quá. Ai sẽ quản lý kinh tế trong nhà? Thì tất nhiên là vợ rồi, vợ là người quản lý chi tiêu rồi. Còn em mà đưa tiền cho em là em không giữ được, bao nhiêu cũng hết. Rồi bây giờ mình mỗi người nói một câu đi các bạn. Ấn tượng đầu tiên nhìn thấy em là em rất là dễ thương, rất là xinh. Giống như bông hoa đó, rất là đẹp. Cảm ơn. Rồi, hết thời gian. Chúng ta chuẩn bị để tay nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ. Đây là quyết định rất thiêng liêng của hai bạn. Chúng tôi không khuyến khích các bạn bấm nút. Bấm nút là do trái tim của bạn mách bảo nha. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời bạn. Tại em không bấm được. Hả? Tại em không có. Em nhấn mà sao nó không được. Em nhấn mà sao nó không được. Em có nhấn không? Dạ có mà không được. Còn xin phép cầm tay em để cảm nhận sự ấm áp. Đây là những chiếc vé xem phim. Các bạn sẽ đến cùng rạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox để xem phim nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng với thương hiệu Atlantic. Và đây là máy nước nóng Senton với tổng trị giá 7 triệu đồng. Gửi tặng hai bạn. Cảm ơn chương trình và cảm ơn anh Quyền Linh và Cát Tường. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Anh có ăn chơi không ạ? Ngày xưa thì có em, nhưng bây giờ thì tất cả ngưng hoạt động rồi. Mong rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Em chào anh Quỳnh Linh. Em chào anh Quỳnh Linh, dễ thương. Em chào quý vị khán giả. Em chào bạn cùng chơi. Em tên là Vương Thị Hoa. Em đến từ Bảo Lâm, Lâm Đồng. Hôm nay em 26 tuổi. Công việc của em đó là bán mỹ phẩm. Rồi, mời bạn trai. Em tên là Trương Thanh Bình và em đang làm việc tại bộ thành phố Bảo Lộc. Nói lớn lên em. Trương Thanh Bình. Dạ. Đến từ Bảo Lộc, thành Lâm phố Đồng. Lộc, Lâm Đồng. Bạn kia đến từ Bảo Lâm. Dạ. Vậy là gần nhau đó hả? Gần. Bình nhiêu tuổi? Dạ em 30 ạ. Bạn trai mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ nếu mối tình thì xưa em có mối tình mà cũng chia tay lâu lắm rồi ạ. Nhưng mà cái công việc mà cụ thể của bạn trai là làm gì? Dạ bây giờ thì em đang kinh doanh mạng phụ kiện với điện thoại. À kinh doanh về điện thoại đó hả? Ở tại Bảo Lộc luôn. Dạ vâng. Ừ. Bạn gái ơi. Dạ. Em đã trải qua được mấy mối tình rồi? Dạ hai anh ạ. Rồi bây giờ bạn gái muốn tìm một người yêu thế nào? Giống anh Quyền Linh á. Giống anh Quyền Linh. Dạ. Giống anh hả? Dạ mập mập nên đi ăn xí nhưng mà dễ thương ạ. Nãy giờ em đoán bạn trai anh bệnh như thế nào? Dạ em nghĩ chắc là một người cũng nên tính ạ. Dạ nói chung chắc anh có ăn chơi không ạ? Ngày xưa thì có em, nhưng bây giờ thì tất cả ngưng hoạt động rồi. Dạ. Nói chung em cũng không có chấp chiếm gì hồi xưa, nhưng mà miễn sao mình biết suy nghĩ là mình sửa đổi là được. Nói chung thanh niên thì cũng phải biết chút xíu. Anh bên đây anh hiền lắm, anh đẹp trai hơn anh dễ thương anh luôn. Em có cái mẫu người lý tưởng mình như thế nào không? Dạ nói chung ngoại hình thì em không quan trọng đâu ạ, nhưng mà tính cách thì em rất là quan trọng. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ tính đừng có đàn bà quá, rồi đừng có xăm mình gì hết á. Wow. Dạ. Bên này hồi xưa có ăn chơi, bây giờ tạm ngưng hoạt động rồi. Mà không biết có để lại dấu tích gì hay không, để qua kiểm tra coi. Dạ em chào chị Cát Tường. Có xăm mình chỗ nào không? Dạ nếu bây giờ em xăm thì chị cũng không biết được ạ. Chị không biết nhưng mai mốt bạn gái người ta biết. Dạ em đùa thôi chứ em bản chất em không thích xăm. Dạ chắc không? Dạ chắc. Mình điều gì mình không thích ở người phụ nữ? Dạ em không thích ở người phụ nữ là tính tình mà nếu mà giả sử thô lỗ quá hoặc là không biết nhẫn nhịn người khác thì điều đó là điều em không cảm thấy vui. Dạ. Nhưng mà nói thiệt nha, một thời gian dài mà không có bạn gái
Có nam tính không? Em 100% chị có thể test được mọi hình thức. Kiểm tra mọi hình thức hả? Dạ. Hết đất nha, lâu quá anh đây không ai hết đất hết trơn. Dạ dạ. Rồi làm đi em. Như chị yêu cầu em hít bao nhiêu cái? Để hỏi. Dạ dạ. Em muốn anh hít nhiều cái? Dạ thôi có 100 cái ạ. À, trời có ít ác quá vậy cô. Dạ em biết hít không nổi đâu nên em tính vậy đó. Rồi tùy khả năng phải không? Dạ đúng rồi. Rồi tùy khả năng em, 100 cái càng tốt. Nếu mà bây giờ mà tự nhiên mà em hít 100 cái thì mồ hôi nó ướt ra hết thì cũng khổ. Ừ. Vậy thôi như này thì em hít đất một tay ha. Trời ơi, ghê ghê, được được. Rồi hít đất một tay biểu diễn. Chà xuống dữ lắm nha anh Linh. Ghê chưa? 4, chà 5, khỏe à. 6, 7, 8, 9. Thôi 10 cái được rồi, quá dữ quá dữ. Quá dữ. Men không chị? Men 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 men. Được được. Hít đất một tay mà sát xuống đất luôn chứ không phải hít mà cái điệu cái mông nhõng 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 nha. Hít đàng hoàng không có ăn gian. Được em. Khỏe. Để anh Quang kiểm tra đàn gái coi sao nha. Dạ em chào. Ồ, anh chào em. Dạ. Anh khỏe lắm. Dạ. Người Bảo Lộc mà. Dạ vâng đúng rồi. Lên núi hái chè là nhiều lắm. Dạ đúng rồi. Hái cà phê thôi anh. Hả? Hái cà phê. Em có thích mùi đàn ông gọi là quá hiền, ít giao tiếp không? Dạ quá hiền thì em cũng không thích. Nói chung ít giao tiếp cũng được anh. Nhưng mà giả dụ quá hiền thì khi mà quản lý một gia đình, mình là đàn ông mà, mình phải có cái chính kiến riêng của mình. Nên cần phải mạnh mẽ với lại hiền quá. Nhiều khi bây giờ xã hội ra ngoài nhiều thứ lắm. Với em thích kinh doanh nữa, nên em cần một người hỗ trợ cho em về cái mặt. Thì anh kinh doanh rồi đó, em về anh hỗ trợ thôi, anh thì hơi hiền chút xíu. Dạ vâng, hiền kiểu tốt. Anh là mẫu người đàn ông của gia đình đấy. Dạ vâng, em thích điều đó. Ừ. Dạ. Rồi nếu mà hiền quá, anh không có thích sự lãng mạn thì em có đồng ý không? Dạ em cũng không phải là tiếp người lãng mạn ạ. Dạ nói chung là mình sống chân thành với nhau là được thôi, chứ còn sống mà hình thức quá là em cũng không có thích. Dạ. Trời, như vậy được rồi. Được. Bây giờ mình là hỏi ý kiến của người thân đi nha. Em nay em đi có gặp đi với ai không? Dạ em đi với em họ của em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào mọi khán giả trong trường quay. Em là em họ của chị Hoa. Thì sau một thời gian nghe anh chia sẻ bên này thì em thấy anh rất ít nói, có vẻ rất ít nói nhưng mà bên ngoài thì có rất là điềm đạm mà cũng có vẻ trững trạc nữa. Mà đặc biệt em rất thích là hai anh chị cùng người Bảo Lộc thì nó sẽ thuận lợi hơn, rồi hai anh chị cùng kinh doanh nữa là rất là tốt. Nhưng mà em hỏi anh vấn đề nhỏ là anh theo đạo gì á? Dạ em Thiên Chúa. Ồ vậy là em thích nữa, tại vì vấn đề là khi mà anh và chị cùng theo đạo thì vấn đề quan điểm hôn nhân nó sẽ đồng nhất hơn. Em nghĩ là hai anh chị nên cho nhau cơ hội. Tốt quá rồi hả em, được hết trơn hả em. Rồi. Rồi, em đi với ai? Dạ em đi với chị gái và... Chị ruột á hả? Dạ vâng. Rồi, có chị ruột là tốt rồi. Chào chị Linh. Dạ chào chị. Theo chị nhận xét thì bé rất là dễ thương. Dạ. Con cảm ơn cô ạ. À, chị. Thì hai người hợp không chị? Không, tính cách cũng hợp. Rồi chung một đạo rồi lại kinh doanh chung. Thì... Em chị có tật xấu gì không chị? Dạ. Có tật xấu là hay nhõng nhẽo mẹ. Trời ơi, như đó là còn nhõng nhẽo. À, con út mà đúng không chị? Rồi có nhõng nhẽo mấy chị không? Thấy mấy chị cưng thì cũng hơi hơi chút. Bây giờ em hỏi thiệt, bây giờ nếu mà út mới đám cưới rồi chị hỗ trợ út gì không nè? Hỗ trợ tối đa. Tối đa ha. Dạ hả chị? Tại còn có một mình út đó cưng à. Dạ, vậy tốt quá rồi hả em? Dạ. À, thôi mình cảm ơn chị trước đi. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ tới mở màn lên cho hai bạn gặp nhau nha. Kéo màn lên, bắt đầu. Còn út mình được cưng dữ à. Tặng em nhanh lúc gặp mặt. Trời, hít đất đổ mồ hôi quá ha. Thông cảm nha em, cái đó là hít đất nên mới đổ mồ hôi vậy đó. Ờ, anh có gì hỏi không ạ? Như em thì em muốn lấy một người chồng như thế nào? Dạ, theo em thì em thích một người chồng nói chung là sống cho gia đình. Biết nghĩ, nói chung là biết nghĩ về gia đình thì người ta sẽ làm những cái việc khác còn lại. Không có làm quá những cái việc xấu là được rồi. Dạ. Em thì sống cũng hơi tình cảm nên không biết có hợp với anh không. Nhìn anh vậy chứ anh sống cũng cực kỳ tình cảm, anh sống nội tâm nhiều.
Nói chung là em cũng sống nội tâm, thích tham gia mấy cái hoạt động từ thiện á, là em rất là thích. Khi lần đầu tiên gặp mặt thì em nhận xét anh sao? Dạ, em thấy anh cũng hiền. Dạ, nhưng mà chắc cũng không đến hiền quá đâu. Biết đâu về bắt nạt em lại sao? Anh nghĩ rằng anh thì cũng hiền, nhưng mà chắc là cũng đủ sự mạnh mẽ và cũng đủ sự chín chắn để quyết định mọi việc, chứ cũng không đến nỗi là yếu ớt quá, nên em cứ yên tâm về điều đó. Như em thì tính nếu mà kết hôn thì em muốn trong thời gian khoảng bao lâu? Dạ, em cũng nói từ đầu rồi, đó là em thì em cũng xác định là 25 tuổi hoặc là 26 tuổi em sẽ lập gia đình, tại vì cái em làm cái gì em cũng có cái kế hoạch trước. Từ trước đến giờ em cũng chỉ lo sự nghiệp, nói chung em muốn xây dựng sự nghiệp trước rồi lấy chồng. Mà nói chung là một mình con gái ấy, nên ba mẹ cũng không yên tâm nên muốn lấy chồng trước, rồi em cũng muốn an cư lập nghiệp. Rồi tiến tới kết hôn, nói chung là em không quan trọng tuổi tác đâu ạ. Có 30 cũng được, nhưng mà phải tìm thấy người mình yêu thương phù hợp thì em lại thôi. Vậy là em là người phụ nữ luôn muốn lo sự nghiệp đúng không? Vậy thì chắc là anh không cần phải lo nữa rồi đúng không? Tại em lo hết rồi đúng không? Nếu nhân lấy em anh không phải lo. Mấy người nữa cũng chọc em là lo phần chồng, nhưng mà thực ra em không thích phụ thuộc thôi, chứ em không phải là em lo hết được. Nhưng mà giả dụ mai mốt lấy chồng về thì em cũng có thể phụ chồng được ít phần nào kinh tế thì đỡ khổ cho con thôi. Chúng em cũng hơi hả? Cổ điển một xí. Không, mà không phải đâu, em là người bán cổ điển. Bán cổ điển. Mình nói một câu gì nữa là kết thúc. 2 phút. Hết sức tình cảm nha. Mình nghĩ sao mình nói vậy trong giờ phút này. Bắt đầu. Em nói trước đi, anh nhường em. Thôi em nghĩ đến là một cái duyên rồi. Nói chung em thích người bạo lộc. Dạ. Mà còn chương trình có tặng 2 vé xem phim phải không anh? Nên em nghĩ chúng ta nên đi coi phim để tìm hiểu. Em nói gì với cổ đi. Giống như anh Quyền Linh nói, em hiền lắm nên nhiều khi em cũng hay giống như kiểu mà nghe người ta nói sao em hay làm vậy lắm chị. Nên em nghĩ là chắc em cũng muốn lấy được vé xem. Nói với cổ chứ, nói với chị làm chi. Dạ. Thôi, em nghĩ em nói vậy là cô hiểu rồi, tại vì cô là một người gọi là bán cổ điển, chị là không phải cổ điển hoàn toàn. Nên là có 50% trong đấy là hiện đại, nên chắc em nghĩ là em hiểu. Dạ. Rồi. Hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định tìm hiểu nhau, quyết định hẹn hò nhau, quyết định trao cho nhau một cái duyên. Thành phố Bảo Lộc, trời trong xanh gió mát, xe lạnh. Ở đó mình ăn bơ. Suy nghĩ nha. 1. Uống cà phê. 2. 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Có bấm hình như là bấm nhẹ quá thôi. Với hai người thì tôi nghĩ rằng có đủ điều kiện, đầy đủ thuận lợi để có thể tìm hiểu nhau và tiến xa hơn nữa. Chúc hai bạn sẽ có hạnh phúc càng sớm. Chúng tôi sẽ gửi tặng vé xem phim để hai bạn có thời gian đi xem phim với một không gian rất là lãng mạn ở cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Và đây là những phần quà dành cho hai bạn: nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Và đây là máy nước nóng với thương hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn. Và đây là máy nước nóng với thương hiệu Senten với tổng trị giá 7 triệu gửi tặng hai bạn. Rồi, hồi nãy mình đi lên đây là mỗi người một xe, bây giờ hai người chung một xe. Ghé đi coi phim trước đi, và rồi đi về Bảo Lộc. Chúng ta về chung một nhà. Yeah. Chúc những điều may mắn và tốt lành nhất. Rồi, nắm tay nhau, đưa nhau đi xem phim. Giờ anh nói chuyện tém 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 gọn gọn, tôi đang nghi ngờ về giới tính của anh nhiều. Khoảng là 100 cm. Cái ngực 100 cm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chương trình hẹn hò. Chào bạn trai. Em chào chị. Rồi, đợi Tường chút xíu, Tường sẽ ra ngoài và đưa bạn gái của mình vào nha. Rồi, ngồi ghế đi ha. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. À, bây giờ mình đã vào vị trí rồi ha.
Tôi mời hai bạn sẽ bắt đầu giới thiệu lớn lên thật to thật rõ cho người bên cạnh có thể nghe được những thông tin của mình. Mời anh giới thiệu, anh tên là gì, đến từ đâu? Em tên Nguyễn Ngọc Thảnh. Nguyễn gì? Nguyễn Ngọc Thảnh. Nguyễn Ngọc Thảnh. Em đến từ Vĩnh Long. Rồi, năm nay Thảnh bao nhiêu tuổi, đang làm công việc gì? Năm nay em 33 tuổi, em làm công việc Mai. Mai? Bên em mặt. Mai là Mai công ty hay Mai, hay là Mai gia đình? Em kinh doanh bên nhận hàng gia công về để lại cho em tổ hợp Mai. À, mình chuyên về trang phục gì em? Dạ, nói chung tất cả các loại mặt hàng chị. Tất cả các loại mặt hàng luôn. Dạ. Hiện tại là mình đang ở đâu? Dạ, em đang ở Vĩnh Long. Rồi, cùng quê Tường ha, Tường cũng ở Vĩnh Long. Vĩnh Long có người miền Tây, người ta hào sảng, ta ăn to, nói lớn lắm xong. Vĩnh Long gì không nói chuyện nhỏ xíu vậy trời ơi trời. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường. Đó, thấy người ta nói chuyện to rõ, đã dễ sợ không? À, chào anh bên kia. Em tên Ni, năm nay 31 tuổi, em đến từ Cà Mau. Hiện tại em là giáo viên. Giáo viên dạy cấp mấy? Dạ em dạy cấp 3 và bộ môn vật lý. Ồ, cấp 3 vật lý. Mình đang ở dạy ở đâu em? Dạ em dạy ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau chị. Đầm Dơi, Cà Mau. Có lên Vĩnh Long chơi lần nào chưa? Dạ cũng có rồi. Có rồi, xuống Cà Mau chơi lần nào chưa? Dạ có. Ai nói Cà Mau xa lắm phải không? Gần xịt à. Rồi cùng miền Tây, chắc là về ăn uống ẩm thực mọi thứ suy nghĩ cũng khá giống nhau. Điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng. Lại biết nấu ăn. Biết nấu ăn? Dạ, như biết mài. Biết mài. Dạ. Rồi điểm yếu? Điểm yếu của em hơi bị nóng tính. Trời ơi, vậy mà nóng tính đó hả? Hơi bị nóng tính với biết uống rượu. Biết uống rượu? Uống ít thôi. Ít là bao nhiêu? Dạ, ví dụ như đi công việc của mình thì mình xã giao được uống được một vài ly á chị. Đi bia với rượu á. Uống một vài bia thôi, vài ly thôi. Dạ. Sợ tôi nghi ông nói xạo quá. Thiệt chị, tại vì công việc của mình thì nói chung thì giờ giấc của mình thì mình biết chứ vô công ty Mai thì uống nhiều đâu có được chị. Rồi, còn bên đây, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em cũng vui vẻ. Và đặc biệt là em rất là cá tính với lại độc lập. Nhưng mà thường là mọi việc công việc của em thì em tự giải quyết hết. Rồi. Điện nước ở nhà em cũng tự sửa. Cái gì? Điện nước trong nhà em tự sửa? Dạ em tự sửa tại em sống độc lập nên cũng lâu rồi nên em... Vậy gia đình ba mẹ mình ở đâu em? Dạ cũng làm ăn ở xa chị ơi. Ở xa là ở đâu? Ở Bình Dương. Là em ở Cà Mau một mình anh em? Nhưng mà quê là ở Cà Mau. Dạ đúng rồi chị. Rồi ở một mình có anh chị em gì không? Dạ anh hai em cũng đi làm luôn. Ừ anh hai rồi. Nên em ở dưới. Một mình nên ở dưới là giữ nhà của ba mẹ đó. Dạ. Thế còn cái điểm yếu của em là gì? Dạ điểm yếu của em là cũng giống như anh bên kia là em cũng nóng tính. Trời cho nên nãy giờ em đang lo là nếu mà hai đứa mà nóng tính gặp nhau thì không biết cái nhà nó còn không. Lo cái gì, chị lo cho anh này hơn lo cho em đó. Anh nóng tính nhưng mà thấy anh nói năng nhỏ nhẹ không, anh chỉ biết mai giá và nấu ăn. Em nóng tính mà em còn quất luôn điện nước nữa trời ơi. Rồi bây giờ hai chồng nếu mà giờ nóng tính lên thì ai sẽ là người chiều ai? Thì bây giờ nếu mà bạn nóng tính thì em chịu thiệt chút xíu. Em chịu thiệt xíu phải không? Em nhường bạn giá. Ủa nha, có vũ phu không? Dạ, không chị. À, rồi, tình trường thì sao? Trải qua dạ, mấy mối tình rồi? Em cũng trải qua một mối tình. Do người bạn gái thì không hợp ý á vậy. Nên chia tay. Chia tay bao lâu rồi? Chia tay khoảng chừng 2 đến 3 năm rồi chị. 2-3 năm rồi. Mà mối tình đó kéo dài trong bao lâu? Dạ, khoảng 6 tháng chị. Rồi tới ba mấy tuổi quen có một mối tình 1-6 tháng ra thôi đó hả? Dạ, tại vì công việc của em nên em đi tới lui hoài. Chứ em cũng lo công việc làm á chị. Nên em không có thời gian để quen bạn gái á chị. Rồi lý do sao chia tay cô đó? Dạ, tại vì không hợp ý nữa chị. Hợp ý là ý gì? Cô không hợp cái ý gì của em? Thì nói chung là bạn gái đó thì ham chơi quá nên nói không nghe. Thì em chia tay, hai đứa chia tay. Nói bạn gái không nghe? Dạ. Bạn gái nhiều tuổi? Lúc đó là bạn gái mới 25 rồi chị. Rồi bây giờ cô này thì cô này cô nói cô cũng không nghe đâu à. Cô này cô độc lập lắm, cô quyết cái gì cô quyết luôn á. Mình phải nói sao thuyết phục cô hợp lý thì cô mới nghe đúng không em? Dạ. Thí dụ là... đúng là em nghe. Đúng là nghe dạ, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ gặp bạn gái mà yếu bóng vía quá rồi hiền quá rồi làm sao mà bạn gái nghe lời được? Thì cũng phải thời gian cho thời gian trả lời chứ. Ủa vậy rồi trong công việc rồi làm sao em quản lý nhân viên? Dạ trong công việc thì khác chị. Khác là khác sao? Ví dụ bữa nay nhân viên làm sai hoài mình tức quá rồi mình làm sao? Thì nói chung là cũng có khi cũng hơi bị lớn tiếng một chút. Rồi mình cũng xuống có lại. Lớn tiếng luôn hả? Trời ơi mình lớn tiếng xíu. Đâu ví dụ anh lớn tiếng cái cho tôi coi coi. Thí dụ vậy bây giờ bữa nay các tường vô trễ nào vô trễ hoài mình làm hư cái mẫu áo ngày mai tới ngày giao bữa nay làm hư nè. Thì... lớn tiếng tôi nghe coi. Nói chung mấy người làm hoài sai hoài sao được, không kịp hàng giao thì sao được. Nói vậy
Vậy thôi đó hả? Cố gắng lên. Trời ơi, sao mệt ghê luôn á. Rồi còn cô này, tình trường sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua hai mối tình chị ơi. Một mối tình thời sinh viên với một mối tình khi em đã đi làm. Mối tình mới đây là mình quen được bao lâu cưng? Dạ quen được một năm, sau đó chia tay. Lý do sao chia tay à? Dạ lý do là tại vì công việc của ảnh không phù hợp ở dưới vùng quê đó, nên ảnh đi một cái nơi khác để cho nó phát triển hơn. À là ảnh xuống dưới Cà Mau. Dạ. Rồi ảnh mới quen em. Dạ. Rồi sau đó ảnh đi chỗ khác. Dạ. Bỏ em lại một mình. Dạ. Không lời hẹn hò. Tình yêu chưa đủ lớn. Rồi sau đó em buồn bao lâu? Dạ 2 năm nay thì em cũng không quen ai nữa. Lý do tại sao không quen ai? Nhớ anh đó hả? Dạ không, em cũng hiểu như chị nói là tình cảm chưa đủ lớn nên em cũng không nhớ gì. Mà chắc tại mình chưa gặp được người phù hợp. Em muốn mẫu người lý tưởng là người như thế nào? Cái người mà em muốn lấy làm chồng như thế nào? Về ngoại hình trước đi. Thì rồi, em mong người đó không cần body 6 múi. Làm gì có. Nhìn cao to, khỏe mạnh là được rồi. Khỏe? Dạ, nhìn khỏe mạnh là được rồi. Với lại cũng biết chơi thể thao được chút xíu. Có chơi thể thao không? Ít chơi. Ít chơi lắm hả? Đó giờ không có tập thể dục gì luôn hả? Nói chung cũng có nhưng mà ít như vậy. Tại công việc đi làm về trễ là thì mình ngủ về sáng đi làm tiếp thôi. Nhưng mình nghĩ mình có khỏe không? Dạ khỏe chị. Khỏe hả? Dạ. Rồi. Dạ. Còn về tính cách thì em hy vọng là người đó có trách nhiệm, biết quan tâm, chia sẻ. Và đặc biệt là chung thủy gì là được. Cái đó được em. Được hả? Cái đó được đó em. Tự tin luôn hả? Rồi. Điều gì mà em không thích nhất ở người bạn trai? Là hút thuốc kìa. Tại em không chịu được mùi thuốc lá. Dạ em. Vậy là có uống chút rượu bia thôi nhưng mà thuốc lá thì không. Dạ. Hên quá. Được rồi ha. Rồi vậy còn em, mẫu người lý tưởng của em sao? Nói chung ngoại hình dễ nhìn là được. Cụ thể mắt mũi miệng cao thấp ăn bận hay gì đó, cái gu của em sao? Nói chung cao á thì chừng 1m60 đến 1m65 là được. 1m60 được. Em cao mắt mấy? Dạ em có 1m59 rồi. Thôi được rồi, có như 1m60 rồi đó. Rồi trả giá bớt phân nó thách đi. Rồi. Dáng người này cũng thon thả là được. Thon thả, có thon thả luôn. Có gì nữa không? Tóc dài. Tóc dài, có tóc dài luôn. Gì nữa? Nói chung biết hiểu nhau là được. Biết hiểu nhau chia là sẻ, được. Quan tâm. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Cọc cằn. Cọc cằn. Cô này thì cũng không cọc cằn. Nãy giờ nói chuyện này cũng không có cọc cằn nhưng mà cũng hơi nóng tính thôi. Chút xíu nữa các bạn sẽ mình xem cái thử rồi mình trao đổi mấy cái vụ nóng tính coi nóng tới cỡ nào như thế nào ha. Trời ơi, ông đưa tấm hình của 50-50 vậy thôi đó hả? Tại vì dễ đơn giản quá vậy, có hình không em? Tại vì em đi làm về, chở bạn đi làm về chúng á, rồi em đưa về nhà. Rồi, hãy lựa chọn xem, hãy tìm xem ai trong hai anh đó em thích anh nào, chị gả anh ấy. Còn em, bốn cô nàng này chọn cô nàng nào? Chọn ra cho em dễ quá mà có hai sự lựa chọn hả? Dạ, chắc anh này quá. Rồi, sao không chọn anh kia? Anh kia thấy lớn tuổi gì quá. Còn vậy hả? Vậy là anh chắc này trẻ, không phải. Trẻ hơn hả? Rồi giữ nguyên đi, lát chị gả cho. Người này. Người nào? Tại sao chọn người đó? Em cười tươi. À cười tươi quá chọn hả? Dạ. Rồi giữ đi, lát nữa tôi kiếm cô đó gả cho. Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa trái tim ra để xem coi là hai bạn ấy cảm nhận về cái buổi gặp đầu tiên của chúng ta như thế nào nhé. Xin mời. Em có bó hoa để tặng em. Em cũng có món quà nhỏ tặng. Anh cảm ơn em. Quà là một chuyện, nhưng đoán sai vẫn bị phạt như thường. Cổ là ai chỉ lại coi. Dạ. Người này người mất kiếm. Thấy không, chọn sai là bây giờ sai bị phạt gì đây? Em muốn phạt ảnh gì đây? Em thích thể thao với lại ca hát vậy thôi. Phạt anh hát bài đi. Thôi hát bình thường lắm. Thể thao, anh này anh không có chơi thể thao. Mà nãy giờ anh nói chuyện tém 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 gọn gọn. Tôi đang nghi ngờ về giới tính của ảnh, sức khỏe của ảnh. Bé sức khỏe. Em biết rồi. Em biết rồi phải không? Biết tự động làm, đừng để chị nói mất công chị bị mang tiếng ác. Đấy quá đó, trời ơi, sân chơi đó là của em. Không thể thao, ngồi may riết là bụng bự. Phải hít đất một ngày 10 cái. Áo vest cũng hít luôn. 3 4 Đếm cho ảnh đi em. 5 6 7 Tôi đếm mất công tôi bị chửi. 9 10 Được rồi chị em. Thương quá, mới có 10 được rồi chị ơi. Đói bụng ăn ngon lắm luôn á. Đất đói bụng ăn ngon lắm nha. Lần đầu tiên gặp mặt nhau thì hai bạn có cảm xúc gì với nhau? Mời em gái nói trước cho anh thở đi. Dạ, em thấy anh là người chững chạc. Chững chạc. Có vẻ hiền. Thấy men không em? Dạ men.
Đùa thôi, chọc em cho vui chứ men. Tôi nhìn tôi biết men mà. Rồi còn em, lần đầu tiên thấy cô gái này em thấy như thế nào? Em thấy bạn gái cũng dễ thương. Dễ thương. Dạ, xinh đẹp. Xinh, đẹp. Đó là cái sự đầu tiên, cái khởi điểm thấy là coi như là vui phải không? Dạ. Rồi, bây giờ Cát Tường sẽ cho các bạn vui hơn nữa. Bởi vì thích đất rồi đói bụng thôi. Mời hai bạn sẽ thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Bao Điểm Sâm. Xin mời. Bây giờ thì Cát Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức. À, thấy Cát Tường giới thiệu không? Nhà hàng Bao Điểm Sắm, món ăn trang trí rất là đẹp mắt mà ngon miệng nữa. Hai bạn hãy thưởng thức đi. Đây là món tôm trái thơm, cơm gà và bánh tuyết lạnh nha. Vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Chị Tường cũng đi ăn đây. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại nha. Rồi mời hai bạn ngon miệng. Ủa, em ở Cà Mau, em ở huyện nào? Dạ. Em ở Cà Mau, em ở huyện nào? Dạ, huyện Đầm Dơi. Dạ. Còn anh, huyện nào của Vĩnh Long? Anh ở huyện Trà Ôn. Trà Ôn. Trước em cũng có qua Vĩnh Long chơi nhưng mà huyện Chợ Lách á. Ở đó nhiều trái cây lắm. Chợ Lách là bên Cần Thơ. Cần Thơ xe quá. Cần Thơ. Từ anh qua đó là khoảng 30 phút. Gia đình anh mấy anh chị em? Gia đình anh được hai người. Anh là con đầu. À, còn em? Nhà em cũng hai anh em, anh trai với em. Ba mẹ em nay nhiêu tuổi rồi? Dạ anh gần 60. Cũng bằng ba mẹ anh. Dạ. Anh làm đó rồi có đi chơi hay đi du lịch nhiều không? Thì nói chung là nghề, cái nghề của anh á thì đi đây đó nhiều, đi tới công ty chỗ này chỗ kia nhiều. Thì đi về đâu mệt quá thì chỉ biết ngủ thôi, cũng ít có đi chơi. Ở quê em ở đó là người ta làm nghề gì nhiều nhất? Dạ, với đó nuôi tôm không ạ? Wow, đồ ăn ngon không tụi em? Được. Món này lạ quá, thì Tường cũng chưa ăn cái món cơm, cái thơm này luôn á nha. Dạ. Rồi, thế nãy giờ mình hỏi gì về hôn nhân, tình yêu, gia đình, mình có bàn với nhau mấy chuyện đó chưa? Ví dụ như mình quen nhau, mình hiểu nhau rồi, là khoảng bao lâu mình mới tiến tới hôn nhân được em? Tuổi em thì nên kết hôn từ sớm rồi, cho nên là tùy cái sự hiểu nhau để mình quyết định chuyện đó. Coi như là tùy anh, nếu mà anh cảm thấy là anh quan tâm chăm sóc đầy đủ mà cổ thấy tin tưởng rồi cổ, anh phải cầu hôn người ta mới kết hôn chứ. Dạ. Nhiều người hỏi gì Tường sao chưa chịu lấy chồng, thì tôi không biết trả lời sao, có ai rồi cưới đâu mà lấy. Đúng không? Đàn ông mình phải chủ động chứ, mình phải cầu hôn người ta mới ok được. Cho nên là ăn thua là ở bạn đó. Nếu mình cảm thấy ok, hợp lý rồi mình phải xúc tiến cho nó nhanh lên ha. Rồi, bây giờ mời hai bạn hãy bóc một lá bài và đọc lớn lên yêu cầu ở trong này. Bạn nam hãy lấy lại toàn bộ số đo của bạn nữ để may tặng một bộ đồ mà bạn nữ yêu cầu. Ngay nghề luôn á chị. Ngay nghề luôn á, mà chết rồi có đem thước đo theo không? Dạ, sáng đi gấp quá. Ngày xưa người ta đo bằng tay luôn đó, bước qua đo bằng tay luôn để may cho bạn ấy một bộ đồ. Chết. Qua đi em, biết may áo dài không? Biết luôn hả? Đó, cổ đang mặc áo dài luôn đó. Lấy số đo của cổ, mai tặng cho cổ một bộ áo dài. Lấy tay đo một gan, hai tấc, ba tấc gì đó. Gì đó hồi xưa người ta đâu có đo thước đo. Đứng lên. Như nếu bây giờ đo cái áo bà ba hoặc cái áo dài đó thì đo như những cái riêng cái nào. Dài, cổ gì đó, áo, xẻ, mông đùi gì em đọc lên chị nghe coi. Theo thứ tự đo cái áo dài coi. Nói chung là dài chứ. Dài lưng, nhiều. Lưng trước. Đâu? Dài, lưng. Mấy tấc? Lưng. Lưng dân chuyên nghiệp mà. 20 phân. Rồi. Cái gì? Cho anh đo cái tay em nè. Đo tay, hãy xè xè hai tay ra cho anh nè. Thôi. Bây giờ em muốn tay ngắn hay tay dài? Tay lẫn giống vậy á. Tay lẫn giống vậy đó. Cho anh cầm tay, nắm tay em. Đo khách xong đo mai đồ y chang nha. Gì vậy bà? Dạ. 55 cm. 55 cm. Rồi tới gì nữa? Eo. Eo thì đó eo chứ nhìn tôi chi trời, lẽ họ đo eo tôi. Eo vòng tay đi. Em giơ hai cái tay ra cho người ta đo. Ơi, có đi mai áo dài chưa? Anh cũng hơn em nữa. Anh cũng hơn em, đo đi. Tôi ghi sĩ số là tôi mai không ra được cái áo dài đó là biết tôi. Nhiêu? Dạ 80 cm. 80 cm. Tự như vậy. Em đúng rồi rồi chích được. Ủa mà áo dài đo áo dài không có đo kích ngực hả quý vị? Rồi sao mai đồ
Ngồi giơ tay ra cho người ta đo đi, người ta đoán. Người ta không đo được, người ta cũng phải đoán được. Đoán. Trời ơi, có tay không rung kìa. Nhiều. Khoảng là 100cm. Cái ngực 100cm. Em phải nói là trước. Ủa mà anh với Mai Đồ hồi xưa giờ cái tướng này là có tướng dây. Nhưng mà cái tướng này mà một cái ngực 100cm hả? Rồi sao Mai Đồ? Đó. Trời ơi, có tay không rung kìa. Ngắm chừng. Em muốn chừng thôi. Không có nhắm chừng được anh là dân đó Mai Đồ mà cái kích ngực nào mà tới 100. Là em sẽ lo lại. Nếu mà vậy, nhưng mà em phải đoán được chứ lại. Em đoán với cái cơ thể này, cái body này là cái kích ngực này bao nhiêu? Dạ khoảng nói chung là 90 đi. 90 sao nói 100? Tại mãi. Bộ mê bà nào mập hả? Đâu có. Nói chung là em đòi sau lưng thôi, em đâu có. Trời ơi, rồi ra trước đi đứng nhìn nè, qua ra trước đứng nhìn nè. Đó, em dòm cái tướng vậy mà em nghĩ sao em đòi vòng 1 của em mà em đo tới 100. Thấy mình sai chưa? Dạ. Chắc tôi phạt nữa quá. Rồi vô chỗ ngồi đi được rồi. Rồi. Đọc lớn lên đi em. Yêu cầu bạn nữ kể ra 3 bí mật chưa từng chia sẻ với em. Mời em chân thành chân thật nha. À, em hiện tại em nhớ được có 2 bí mật của em. Trời, có 2 bí mật à hả? Rồi bí mật gì? Dạ, bí mật thứ nhất là nhỏ em từng giấu tiền mẹ để đi ăn bánh. Giấu tiền có nghĩa gọi là ăn cắp á. Tôi cũng vậy, hồi xưa tôi hay cắp tiền mẹ tôi ăn bánh đó, đi học. Mẹ kêu lấy tiền đi chợ giấu. Gọi là nhiếm, mình dùng từ ăn cắp thì nặng quá em ha. Mình nhiếm bớt, không sao hết. Nhưng mà lần đó em có sao chị, mẹ em phát hiện. Hồ có bị gì không? Dạ bị đòn. Bị đòn hả? Dạ. Rồi, bí mật thứ hai. Một bí mật nữa là cũng hồi nhỏ là em mê nấu nướng, cho nên là em bày em nấu rồi. Thì em làm bể chén của nhà cô em á. Cái em dặn đứa em con của cô em, mẹ vô đừng nói nha. Thật mẹ cô... nó vừa bơi xuồng vô tới nó chạy ra, mẹ chứ ba làm bể cái chén. Có bị gì không? Dạ không sao, bị la thôi chứ không sao. Rồi bây giờ từ lúc là hồi nhỏ không mà còn nguyên đoạn lớn này không có cái gì bí mật hết trơn hả? Từ lúc va chạm cuộc sống đi làm yêu đương không có cái gì bí mật hết hả? Dạ không, dạ em không có gì bí mật á. Người rất sau là... em lớn lên em trái ngược hoàn toàn với lúc nhỏ. Lúc nhỏ em thấy em không có trung thực á, mà càng lớn thì em càng trung thực, cho nên em không có gì bí mật hết. Đó cũng một cái hay, trải qua nhiều cái thời gian ha, mình sống nhiều hơn mình rút ra nhiều được cái bài học kinh nghiệm bản thân, bây giờ tốt rồi, lúc nào cũng chân thật. Ok rồi, hồi nãy giờ chị Tường cũng cho các bạn nhiều cơ hội để mình hiểu nhau nhiều hơn ha. Rồi bây giờ các bạn hãy nhìn nhau 30 giây, hãy nói cho nhau nghe cảm xúc thực sự của mình, bây giờ mình muốn chia sẻ điều gì trước khi chúng ta đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ giống như lúc đầu em có nói là thấy anh hiền, thấy chững chạc nhưng mà hiền. Chắc là sống chắc cũng tình cảm. Nói chung là anh sống tình cảm. Còn nếu mà mình hợp nhau là mình cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau. Rồi mà nãy giờ thấy toàn hỏi người ta em nghĩ anh như thế nào mà chưa nghe anh nghĩ về người ta. Anh cảm xúc anh gần đầu tiên gặp em anh thấy như thế nào? Anh cảm nhận về em là con gái rất là dung hòa. Dung hòa. Dạ. Hiền. Rồi nói chung gặp em là cảm thấy trái tim hơi bị rung rung. Rung rung phải không? Dạ. Đo mà tay anh rung vậy nè. Nãy giờ anh nói nhỏ quá mà anh rung gãy quá. Bây giờ cho anh cơ hội nữa, hát tỏ tình cổ được không? Biết hát không? Hát ít được chị. Rồi vài câu đi. Nói chung là em hát đoạn nào anh khúc dương cầm cho em. Rồi, vỗ tay trả lên tinh thần cho anh hát lớn xíu em. Đêm đến vội vàng, mình đã lang thang với đêm, cùng vì sao với ánh trăng tàn. Đêm quá lạnh lùng, ở nơi kia em với đêm, chắc em đang ôm ấm em. Từng mùa đông trôi qua vùng tên, mùa xuân đến trong âm thầm, như tình yêu anh trao về em. Mái không tàn phai, ngồi giữa đêm khuya lăng căm, lắng nghe tiếng dương cầm. Trái tim anh vẫn nên niềm đau từ lâu mà anh đã giấu. Hay quá. Tôi không đánh giá cao về giọng hát. Hát mới nói yêu anh nhau. Anh gung quá chị ơi. Nhưng mà cảm xúc. Đúng không? Trái tim anh với em là... Được rồi, được rồi. Bấm nút, đặt tay vào nút bấm đi hai bạn.
Bây giờ là thời phút quan trọng nha. Nói chuyện thì nói, hát thì hát, cười cười vui thôi. Nhưng đây là cái lúc mà rất là nhiều người đang theo dõi chúng ta. Đồng ý bấm nút hẹn hò, có nghĩa là tiến tới tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Nếu mình cảm thấy đối phương là mình không rung động thì mình không bấm. Mình thật sự rung động, mình quý, mình muốn tìm hiểu, mình mới bấm nút. Đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu chịu hẹn hò thì bấm nút mạnh. Không đồng ý hẹn hò thì lấy tay ra. Rồi nhắm mắt lại, mời hai bạn. 1. Hai. Ba. Rồi bà nhấn lẹ dữ vậy, mới có hai hà. Nhấn không muốn lọt cái bàn, nhấn luôn người ta luôn. Dễ cưng quá, cặp này chắc cưới sớm nè. Rồi mời hai bạn qua đây. Rồi tôi phỏng vấn câu ngắn nè, sao bấm lẹ vậy, mới đếm hai bấm rồi. Dạ tại em thấy ảnh hiền, có sự tin tưởng được. À, quyết định nhanh gọn lẹ ha. Đây là một cô gái rất là quyết đoán. Em là may mắn lắm gặp được cổ. Hai người sẽ bù trừ cho nhau. Tự tin lên nha anh nha. Dạ. Rung nữa. Rồi à, hôn nhau cái đi cho hết rung nè. Đừng. Rồi. Trời bá nhăn kìa. Trời ơi, hôn sướng vậy mà nhăn cứ sợ luôn vậy đó. Đây à, thay mặt cho chương trình gửi tặng hai bạn. Đây là những chiếc vé xem phim từ hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúc hai bạn có những buổi coi phim rất là lãng mạn với nhau. Và đây là một phần quà của chương trình dành cho bạn để làm đẹp nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì, không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Kính thưa quý vị, và thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay là hết rồi ạ. Tường cũng vừa kịp làm tròn cái trách nhiệm mai mối của mình. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xin bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin mời hai chàng trai của ngày hôm nay xuất hiện. Wow. Oh, tuyệt vời. Được nha, được nha. Mời hai đứa em gái của tôi. Wow. Đừng có la quá, bên đây kích động. Rất thức tha, rất nhẹ nhàng. Rồi, vô vị trí đi nè, hai đứa em gái của tôi. Kính thưa quý vị, và ngay tại giờ phút này thì mình thấy trên sân khấu đã có 4 con người, 2 nam và 2 nữ. Hai bạn nam ngồi ở một cái ghế màu đỏ, một cái ghế màu xanh, và bên kia thì cũng tương tự như vậy. Và tại sao mà các bạn ấy vào ngồi đúng cái màu ghế của mình là do khi các bạn ấy đăng ký, các bạn đã ghi ra là mình mong muốn kết đôi với một người như thế nào. Thì dựa trên những cái tiêu chí của các bạn ấy đăng ký với chương trình về số đo, ba dòng, về chiều cao, về tướng mạo, về tính cách, thì ban tổ chức tạm thời đã phân họ ra thành hai nhóm có thể kết đôi lại được với nhau. Tuy nhiên, đó chỉ là cái sự gợi ý của chương trình thôi. Khi các bạn đến đây tham gia chương trình, các bạn đều được cái cơ hội nhân đôi. Không, có thể là chị Tường muốn làm mai cho em cái bạn nữ bên kia ngồi ghế đỏ, nhưng mà em lại không thích là bạn địa cái bạn cái ghế màu xanh, tùy em. Lúc đó là ăn thua cái nhịp đập trái tim của mình. Cho nên bây giờ chưa thấy mặt nhau nhưng phải ngồi lắng nghe cho kỹ nha, tâm bình khí hòa mới cảm nhận được cái đối tượng bên kia. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thông tin cá nhân, ưu tiên cho bạn ghế xanh. Ghế xanh đúng không chị? Ghế xanh, ghế nha. Ghế xanh đó nha. Mời ghế em trai nha. Ghế xanh giới thiệu. Dạ em xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Hứa Minh Đạt. À, xin chào hai bạn nữ bên kia. À, xin chào toàn bộ quý vị khán giả đang có mặt trong buổi ngày hôm nay. Rồi, rõ ràng. Em tên là Lê Thái Hà, năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh. Hiện tại em đang sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Em làm bên kế hoạch sản xuất, kiêm giám sát sản xuất. Ngoài ra em còn một số công việc khác như là quản lý nhà hàng, quán cà phê.
Cậu về em giới thiệu đi nè. À, dạ em chào hai vị MC và chào hai chàng trai bên đó với lại khán giả. Em tên là Nguyễn Hồng Lan, 25 tuổi. Hiện tại em đang làm giám đốc của một công ty mỹ phẩm về thiên nhiên, tinh dầu và lại dầu gội thiên nhiên. À. Quê của em là ở Bến Tre nhưng mà em sống ở Sài Gòn cũng khá lâu, cũng được 6-7 năm. Là lên Sài Gòn lập nghiệp. Dạ. Là giám đốc đúng không? Dạ. Giám đốc có gì Tường ơi? 25 tuổi trẻ mà làm giám đốc sớm quá ha. À, dữ lắm á trời. Người ta là mai cái cô áo xanh đó cho anh bên đây. Ông ngồi ông cười tôi rồi rối à. Rồi, chàng trai đánh ghê trên ngồi trên ghế đỏ, giới thiệu đi. Lần đầu tiên thì cho em xin phép kính chào bà mối. Chào ông Mai, chào các bạn và xin chào tất cả khán giả. Trời ơi, nay hai chàng trai ai cũng lễ phép quá trời. Nếu lời chào có hấp tấp, xin quý vị bỏ qua. Kính chào cô bác gần xa, từ trong nhà ra phố chợ. Cho dù có duyên hay nợ cũng xin gửi một lời chào. Dù có ai nói ra nói vào cũng xin chào tất cả. Lời chào nghe có đã, xin quý vị vỗ tay. Trời ơi. À, mình tên là Nguyễn Khả Linh, mình 27 tuổi. Mình quê gốc thì tại Cà Mau. Mình hiện tại đang là diễn viên và kinh doanh tự do tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà em thì có kinh doanh lò bánh tét. Lò bánh tét? Dạ đúng. À, là làm chủ luôn? Dạ đúng ạ. Có đại lý trên này bán chưa? Dạ trên đây thì em chưa có đại lý. Trời ơi, làm đại lý luôn đi. Dạ thường thường em chỉ giao sỉ cho mấy đại lý ở các tỉnh à. Bỏ sỉ cho chị đi, chị bán lẻ ra cho. Dạ. Nha. Đây để bên đây là chấm ra là có diễn viên nè, có lò bánh tét nè. Em có gì em giới thiệu đi nè. Đầu tiên thì em xin được chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường cùng với toàn thể khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là Đặng Thị Tú Anh, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang hoạt động tại Học viện Đào tạo Nghệ thuật Én Ngọc. Học viện Đào tạo Nghệ thuật, đó là chuyên về gì? Dạ, chuyên về ca, hát và MC. Trời ơi, vậy là trùng nhau rồi, là có đào tạo diễn viên luôn không? Dạ có. Có luôn nha, một cái sự trùng khớp nhẹ nhàng ấy Tường ơi. Có làm sao người ta mới kết đôi với nhau chứ. Rồi sao đến nè, em có cái lò bánh tét hay là lò bánh chưng gì không? Dạ không, em có dựa gạo. Dựa gạo Tường ơi. Trời ơi, không có gạo sao làm bánh tét bánh chưng. Trời ơi, hay quá vậy. Phải không? Rồi, dạ. Dựa gạo ở đâu? Quê dạ, quê em ở Đồng Tháp. À, và đặc biệt là nhà em bán nếp nhiều á. Bánh tét thì cần có nếp á. Trời ơi. Không ấy, em cho cái cặp đôi này ra bấm nút luôn đi, mình khỏi mai mối nữa. Tôi quay là cặp ghế xanh nè. Tên Hà phải không? Dạ em tên Hà. Tên Lan phải không? Đi Hà Lan chơi không? À, trời ơi. Ở vậy đi. Rồi. Hà. Dạ. Điểm mạnh của em là gì Hà? Dạ theo em nghĩ điểm mạnh của em là người vui vẻ, hòa đồng, thích giúp đỡ người khác. Thứ hai em biết nấu ăn, biết pha chế. Wow. Dạ, thứ hai em có thể là đảm nhiệm được công việc nhà. Biết giặt đồ, lau nhà, quét nhà gì không? Dạ, biết cái đó thì đơn giản. Giặt đồ sạch không? Dạ, sạch chứ. Yên tâm đi, giặt không sạch thì chị cũng tài trợ cho em bột giặt tròn ha. À, dạ. Sạch luôn. Dạ. Yên tâm. Dạ. Để... Xá và giặt vô dạ. Một lần luôn. Dạ. Tuyệt vời không? Dạ, quá tuyệt vời. Điểm yếu của em? Dạ, em nghĩ em hơi nóng tính chứ. Tại vì... Trời, làm quản lý mà nóng tính hả? Dạ, cũng phải nóng tính với chị. Mỗi lần mình nóng tính lên là sao? Nóng tính thì có cái thì em la tí rồi em quay đi thôi, để khi hạ cái cơn nóng xuống. Mà thường là tự lên là tự xuống hay sao? Dạ tự lên tự xuống. À, có thể điều khiển được cảm xúc của mình đúng không? Bây giờ bên đây giám đốc mới lên tiếng nè. Điểm mạnh, điểm yếu nè. Vì sao lại cô đơn cho tới giờ này? Điểm mạnh của em thì tự lập trong kinh tế. Với lại biết nấu ăn rồi làm việc nhà này nọ. Mà điểm yếu của em là chắc tại em ưa ghen với lại hay lèm bèm. Chà, nói vậy là có một cái bề dày về những cuộc tình trước á ha. Vì sao tới cô đơn vậy? Do em còn bị tổn thương về cái mối tình đầu nhiều quá, với lại lo làm nhiều quá nên chưa có sự tập trung vào tình cảm nhiều. À, em trải bao nhiêu cuộc tình rồi? 2-3 gì đó. 2-3 mà còn tổn thương tới mối tình đầu là khúc nào, khúc đầu trời? Cái nào là cái đầu? Cái đầu tiên là hồi đó còn nhỏ mới lớn. Là bị tổn thương tới giờ luôn nhiều hả? Mới lớn là bao nhiêu? Là hồi đó chắc cũng được 17 tuổi, 18 tuổi rồi. Quen anh đó cũng được mấy năm. Quen mấy năm, quen được mấy năm? 5 năm. Trời ơi, 5 năm mà sao chia tay uổng vậy em? Hồi đó cũng thương anh lắm rồi. Cái ảnh đi nghỉ vụ rồi cũng đi tới đi lui mà về cái gia đình ta không có chịu. Mối tình đầu đi đâu nè? Đi cưới vợ rồi, đi cưới vợ rồi. Đi cưới vợ rồi. Thôi em ơi, người ta đi cưới vợ rồi mình bỏ đi em ơi. Nha,
mình đừng có nghĩ tới nữa. Mình phải có một nguồn gió mới. Đây nè, nghe nghe cái nguồn gió mới bên kia nè. Bên kia có chuyện tình gì không? Kể nghe đi. Dạ, em thì cũng trải qua 3 mối tình rồi. 3 mối tình luôn. Lúc học cấp 3 á chị, chỉ có mới cảm nắng thôi. Tình yêu mới nhú ra ha. Chưa nắm tay luôn. Kiểu là cái tình cảm cứ nhắn tin qua lại thế thôi. Rồi mối tình giữa làm sao? Mối tình giữa của em thì năm 2015 ấy giờ. Quen cũng được trong vòng 1 năm thôi. Nhưng mà tại vì cái quan điểm tôn giáo, em nghĩ là cái tình yêu giữa hai người cũng không đủ lớn nữa, thì không chưa vượt qua được. Dạ, chưa vượt qua được. Rồi cái đó, cái ba cùng cách đây 2017, bạn đó bạn ấy đi Nhật, bạn đi rồi, bạn đi luôn, bạn không về nữa. Dạ. Bây giờ qua cặp kia, Linh, Khả Linh, sao con tên giống tên con gái quá vậy? Tên em ai cũng nói giống gái, điều quan trọng cái người mình men là được chị. Men không? Men dữ lắm. Men dữ lắm giống luôn lắm hả? Luôn. Trời ơi, men dữ lắm làm em tò mò liền luôn á trời. Men dữ lắm luôn. Chào anh đại ca. Trời cũng men á. Bây giờ men thì men giới thiệu đi men. Cái điểm mạnh của em thì ngoài đẹp trai chứ không độ ra, đẹp trai chứ không độ ra thì em không còn điểm mạnh gì. Tự tin là một cái tính cần thiết của một người nghệ sĩ. Em thấy thế mạnh của em là mạnh lắm luôn rồi đó. Trong tình yêu thì em rất là chung thủy và rất là biết quan tâm. Sao em biết em chung thủy? Tại vì khi mà em yêu ai á, cho dù em có dễ làm quen với các bạn khác, em có dễ bắt chuyện nhân dân, mà mình không có nghĩ xa hơn nữa, chỉ đầu chỉ nghĩ đến người yêu mình của mình thôi. Em có mối tình nào chưa? Dạ em đã trải qua được 2 mối tình. Em chia tay họ hay là họ chia tay em? Thường thì là cả hai đều thống nhất là chia tay nhau. Trời, tình yêu mà có thống nhất nữa. Mới đầu thì do là quan niệm của hai nhà không hợp nhau. Tại khoảng 4 năm trước thì lúc đó em còn quá trẻ, mình cảm thấy sự nghiệp mình chưa có vững vàng, mà bên gái lại muốn một cái gì đó là cho nó ổn định hơn cho bạn nữ, có nghĩa là muốn kết hôn hoặc là muốn đính hôn trước. Em chưa muốn. Em thì chưa muốn. Rồi, cái mối thứ hai. Mối thứ hai thì là quen chỉ được có vài tháng thôi. Sao mà mong manh quá vậy? Cái mối thứ hai thì giống như là vội vã yêu, vội vã rời xa vậy đó. Như cả hai đến với nhau rồi cái mới bắt đầu làm quen. Đến rồi mới làm quen. Đến mới làm quen. Cái từ đến nó hơi rộng nha, đến là đến đâu? Đến là đến dữ dội luôn. Đến dữ dội luôn. Dội. Em gái ơi. Dạ. Em nghe chàng trai bên đây có bạn gái trước mà đến một cách dữ dội, em thấy sao? Em thấy hơi sợ. Đó, trời ơi, sợ rồi. Em gái tôi sợ. Đây, không có gì sợ hết. Sợ sao cơ? Từ trước giờ là em chỉ có những, nói chung là những mối tình gà bông ngây ngô thôi ạ. Vậy là chị nghĩ là em hợp với cái bạn nắm tay. Em cũng đang lắng nghe là hai bạn nam chia sẻ như thế nào. Rồi vậy có điểm mạnh. Đầu tiên phải kể tới là ca hát. Bên cạnh đó còn có nữ công gia chánh, tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, thùy mỹ nết na, nhân hậu. Ui trời ơi, chị thấy cuối cùng là chị quay trở lại là chị thấy em lại bắt đầu hợp với anh Linh rồi đó. Kiểu như là hai người bất chấp luôn đó, coi như là tự tin một cách ghê gớm luôn á. Không, bây giờ nè, hãy hành động đi, hát hò đi, hót đi, tôi về đây tôi nghe đó. Và em sẽ gửi tặng đến tất cả mọi người một đoạn trong ca khúc Nàng Thơ. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió, làm chiếu lên đôi tay những vết hờn. Tiếng yêu này mong manh, giờ tan vỡ thôi cũng đành. Xếp riêng những ngày tháng mộng mơ trả lại em. Dạ, em xin hết rồi. Quá trời luôn. Ngày hôm nay em tới với ai? Em tới với mẹ của em. Chào, chào bác. Cô là mẹ có bé Tú Anh. Dạ. Cô tính từ Đồng Tháp. Xin chào chương trình và chào hai MC. Hôm nay thì cô thấy hai cháu trai đây thì cũng dễ thương, cũng thấy cũng được. Cháu Linh đó thì chắc cũng có hợp với gia đình cô, chút đỉnh. Nhưng mà cô nói đây thì nó hợp vậy, nhưng mà ăn thua hai đứa trẻ. Rồi, con cảm ơn cô, hợp rồi đó. Em đi với ai? Dạ, em hôm nay em tới chương trình với em gái của em. Cũng là người đăng ký chương trình cho em luôn. Đâu, em gái em đâu? Dạ, em chào chị Cát Tường và chú Hứa Minh Đạt. Chú Hứa Minh Đạt, khán giả. Vỗ tay mọi người ơi. Dễ thương hết sức luôn. Trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi. Sao vậy Đạt? Nhói lòng hả? Em bị vấp ngã. Sao vậy em? Sao có cái sự chết mới đó cho anh Đạt vậy cưng? Dạ tại vì thấy chú để râu. Trời, lại chú để râu nữa. Con bé hay quá trời.
Em nói tiếp đi em. Em thấy hai anh thì cũng đẹp trai á. Nhưng mà em thấy cái anh Hà, anh hợp với chị hơn. Nhưng mà anh phải chịu được tính của chị em nha. Tính chị em sao? Chị em nói nhiều lắm. Sao? Trả lời em. Không sao, anh sẽ là một chỗ để em chị em có thể tâm sự mọi lúc mọi nơi. Dạ. Rồi bây giờ Linh nè, Linh đi với ai đâu? Hôm nay thì em đi với hai người em đồng nghiệp trong nghề. Dạ, lời đầu tiên em chào chương trình với lại chào hai MC. Thì em thấy chị ghế đỏ hợp với anh hơn. Chị ghế đỏ hợp anh hơn. Có ý kiến nào khác không? Em nói áo trắng. Trước mắt em đang là hai chị rất là xinh đẹp. Và đặc biệt là người đang ngồi cùng chiếc màu ghế với anh, có một dung mạo cực kỳ có tướng phu thê với anh. Trời ơi, nhìn sao hay vậy ta? Phu thê hả? Ha, nó cũng có đó nghe. Em mời bạn đồng nghiệp đi hay là mời thầy bói hay thiên tướng không? Dạ, có lộn không vậy? Nãy giờ người ta nói cặp kia phu thê. Dạ. Kệ. Mình vẫn tâm bình khí hòa, nhớ không cưng? Em mình tâm vẫn bình tĩnh. Tâm vẫn bình, tĩnh. Bây giờ mình đi với em trai phải không? Dạ, em đi với Sơn, em đồng nghiệp. Em đồng nghiệp. Dạ. Chào Sơn. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Hứa Minh Đạt. Chào Sơn. Dạ, em chào tất cả mọi người đang xem trường quay và hai chị. Anh Hàng là một người rất là vui tính, đặc biệt là rất là hòa đồng với mọi người, yêu thương gia đình và bạn bè xung quanh. Hai chị gái bên này thì rất là xinh, chị nào cũng xinh hết, ai thì cũng hợp được. Nhưng mà nhịn một chút thì có chị Lan, có tướng đó là hợp với lại anh của em. Nói chung là nhìn sơ sơ thì tuyệt vời. Tuyệt vời luôn rồi. Tôi thấy hai chàng trai đây không biết làm sao, chứ tôi thấy ba anh ở dưới là anh nào cũng có cô để chấm hết trơn rồi đó. Thấy chưa, thấy đàn gái lên giá chưa? Ý kiến chỉ để tham khảo. Giờ người trong cuộc đó. Quan trọng là người trong cuộc. Người trong cuộc. Cái mẫu người lý tưởng của em muốn là người như thế nào Hà? Em chỉ cần bạn gái cao tầm khoảng mét rưỡi trở lên là được. Mét rưỡi đến mét sáu trở lên có nha. Có không? Có. Mét cao nhiêu? Mét rưỡi đến mét sáu là được rồi. 58 rồi. Bé kia là cao nhiêu? Em cao 1m63. Trời, coi như là bắn qua đây hai mũi tên luôn. Ừ, sao? Bây giờ mẫu người của em sao nè? Anh cao trên 1m65. Nói chung là thích đi ngao du với em, là giống như hay đi chùa đi chiền với em vậy đó. Thế là tại em hay đi chùa lắm. Mẹ em là thích, rất thích đi chùa luôn, phù hợp với mẹ em luôn. Với lại phải chịu đựng em. Lâu lâu em kiểm tra điện thoại chút đỉnh thôi à. Không kiểm tra điện thoại nữa nha. Không, em cho Zalo, Facebook mật khẩu luôn cũng được. Trời ơi, hay quá. Kể bên vấn đề đó bình thường. Em được cái thoải mái. Rồi, em sao nè? Em thì không có hình mẫu lý tưởng đóng khuôn, nhưng mà em sẽ thích một bạn cao hơn em, vẻ bề ngoài có thể trao chuốt một chút xíu. Còn về tính cách thì phải điềm đạm, khiêm tốn, chu đáo. Điềm đạm, khiêm tốn, chu đáo ấy ơi. Ui. Nó mặc vô tường rồi. Ai cũng đều có mẫu người lý tưởng rồi đó Tường. Thời gian trao đổi cũng đã hết. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tới cái giai đoạn cũng quan trọng cho các bạn chạm mặt với nhau, để trò chuyện với nhau. Ở bên kia, ông Mai sẵn sàng chưa? Mọi chuyện đã ổn lành hết rồi. Ổn rồi thì chúng ta hãy mở cửa trái tim thôi. Mở cửa trái tim thôi nào bạn. Ồ, được. Cảm nhận thôi nào. Wow. Lần đầu tiên ánh mắt nhìn nhau. Không cưỡng lại được. Nói đi, bốn sao bạn nè? Mình lớn cảm rồi, giác, mình trưởng thành cảm rồi. Cảm giác của em khi mà nhìn thấy bạn như thế nào? Thôi đi về. Thôi đi về luôn, lại bảo táp phòng mà. Mình phải dùng con tim nha. Anh ơi, không có vội. Phải nhìn con tim nha. Sao? À Hà. Dạ. Cảm nhận như thế nào khi mà cánh cửa trái tim mở ra? Em thấy hai bạn trên gái quá cho nên em phải định hình lại tí. Rồi, xác định lại nè. Có hình chưa? Dạ, có hình rồi. Tao hình đâu? Mẫu hình nào? Mẫu hình... Bạn áo trắng. Bạn áo gì vậy? Ủa gì kỳ vậy? Dạ. Ủa gì kỳ vậy? Thì con em mách bảo, theo từ mách bảo của con tim em. Hay lắm. Thì bây giờ đã mở cửa rồi. Thì hồi nãy là một cái game vui thôi. Một game gọi là hoán đổi thôi. Chứ thật ra cái vị trí nó là như thế này nha. Trả lời vị trí cũ. Rồi thôi mình nói cho hai bạn nữ, thì nãy giờ nhà đàn trai có vẻ là hơi lấn át nhà gái. Hơi quá. Lấn át quá. Tôi chưa nghe rõ những cô gái của tôi nói nhiều về cảm xúc. Cảm xúc em sao cưng? Trong lòng hơi bị bể hả chị? Bể hả? Lại tổn thương em. Khoan, nhìn em thấy quen lắm.
cho anh hỏi tí xíu, phải trai em làm nghề kim hoàng không? Dạ không. Nhà em có ai làm nghề kim hoàng không? Dạ không luôn. Ủa sao trong em đẹp như một viên kim cương vậy? Trời ơi, trời. Nhà em thì không có làm kim hoàng nhưng mà được mẹ em mài dũa. Được mẹ em mài dũa. Bây giờ tôi nói nghe nè, ông đừng có cố nắm níu vậy đó. Tôi nghĩ mình đã làm sai, mình phải nhìn nhận vô cái sai của mình. Tôi nghĩ là ông nên nói lời tạ tội đi ông ơi. Ê, đi đâu mà xách quá trời bánh vậy cha? Anh tặng em. Oh. Anh đặc biệt dành tặng em. Cái đòn bánh này là chính tay anh gói. Cũng may á, em là một đứa rất là mềm, đam mê ăn uống. Ý là cái đòn kia là ở nhà gói, còn đòn này em gói. Đúng rồi, chính tay em gói. Đây là màn xin lỗi của Linh dành cho Tú Anh đúng không? Dạ đúng ạ. Bây giờ mời em qua xin lỗi bạn làng. Xin lỗi sao khác bên đây nha. Còn ngày ngùng thì không dám yêu anh em ơi, dấu đam mê đã vương đôi môi rồi. Người còn ngày ngùng anh say đắm bao đó hoa. Ủa, gì kỳ vậy? Để trái tim ai lạnh ra. Khi trao con tim đến cho anh, rất mong được tình anh để đời thôi xót xa. Em không như hoa sẽ tàn úa theo tháng ngày, cơn yêu đương này vĩnh viễn. Vì thế anh mong ta xa nhau để lòng anh yêu thương em một mai. Đang trên đường đời hai lối. Nếu sống bên anh nhưng lòng anh cứ mơ hoài bóng dáng khác. Ủa? Tim em trời, sẽ đau. Người ơi, anh đã hiểu tình em. Chị hiểu em luôn, em về chỗ. Không, chị phải nghe rõ cái lời nha chị. Thôi cũng được, dù sao bạn ấy cũng chân thành. Dạ. Em có món quà em xin gửi tặng hai bạn nữ ha. Rồi. Dạ. Dân doanh nghiệp phải không? Rải đều luôn. Dạ. Trời ơi, con nhận. Anh tặng em cái món quà này là nó có thể trò chuyện lại với em nhưng mà nó nhắc lại lời em thôi ha. Nó khi nào buồn mà không biết nói với ai á, anh bận chẳng hạn thì em có thể nói với cái siêu đồng này ha. Wow. Dạ, anh cảm ơn. Anh cũng tặng em luôn ha. Dạ, em cảm ơn anh. Thì bạn nam bên kia cũng hát thì em cũng chắc cũng phải là có một cái. Đúng rồi, hát đứng đây thì... hát. Hát dạ. Đứng bên cạnh đây hát. Dạ, nè, em đừng quay rồi, về không? Có. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng. Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh xin cảm ơn cuộc đời này, đã mang em về bên mình để rồi. Một sớm mai, khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, để hứa với anh một câu sẽ đi đến tận cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta vẫn sẽ không xa rời. Trời ơi, hay quá. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Rồi 2-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-1, giặt và xả tất cả trong một. Các bạn đều là những bạn trẻ. Ở đây nhìn lên là thấy cả bốn bạn. Thật sự tôi thấy là ai cũng có thể hợp với ai. Thì bây giờ quan điểm một chút xíu về tình yêu, về cái chuyện ghen tuông đi. Thì không biết là Lan. Nãy Lan nói Lan rất là ghen. Không phải ghen là mình làm ầm ầm, mà cũng không phải là đụng gì mình cũng ghen. Với em giống như là anh ghẹo người khác đừng để em thấy. Anh nói chuyện với người khác đừng để em thấy. Anh có chụp lỡ chụp chung mà ôm yêu ớt à, anh cũng đừng để em thấy nha. Vậy là anh được chụp hả mà anh giấu em là được hả? À, đúng rồi. Giống như khuất mặt khuất mày được rồi. Được rồi. Để cho ra trước mắt nhìn chị cũng nổi. Em mà giận lên á, em không xài cây xương rồng giả này nữa, em xài cây xương rồng thiệt luôn á. Wow, đó là một hình thức ghen. Thế còn em, trong cái ghen thì em ghen như thế nào? Em đã yêu thì em sẽ tin tưởng. Với đã yêu với em thì người ta sẽ không bao giờ đi với người khác. Mà đã đi với người khác rồi thì họ không còn tình cảm với em nữa thì thôi, mình cho nhau hai lối đi. À. Em rất là tự do thoải mái trong tình yêu. Thì em cũng không thích mà bị ràng buộc quá. Em thích là quan tâm nhau bình thường thôi, rồi sắp xếp thời gian để gặp nhau. Rồi. Còn em gái? Có lẽ là công việc của em với anh Linh á là khá là giống nhau, cho nên là quan điểm về cái chuyện tình cảm cũng giống giống vậy. Vậy hả? Em không muốn quá là gò bó nhau. Với lại em cũng hay kiểu
chấp nhận lý do, cho em có lý do là được. Cho em hỏi anh một câu là điều gì mà của người bạn gái á, sẽ khiến anh cảm thấy vui vẻ nhất? Anh cảm thấy vui nhất là khi bạn gái của mình vui, là mình cảm thấy vui rồi. Khi nhiều khi mình đang làm gì đó, mình đi làm về mình mệt mỏi gì đó, chỉ cần thấy một nụ cười tươi thôi là lúc đó anh quên hết bao mệt mỏi. Ok, anh Dingo, đáp án của em rồi đó. À, em muốn đặt một câu hỏi cho anh là tại vì em cũng làm trong nghệ thuật, cho nên là cái điều gì mà anh cảm thấy khó khăn khi mà bạn gái mình làm trong nghệ thuật à? Anh nghĩ nếu mà làm nghệ thuật á, thì chắc anh nghĩ về cái thời gian nó có không cố định. Cho nên nếu mà người yêu anh ở trong nghệ thuật thì anh cũng rất là thông cảm thôi. Tình yêu á, thì không ai hợp với ai cả. Mình chủ yếu là mình xây dựng với nhau thôi. Mình cố gắng vun đắp cho nhau thôi. Anh là quê ở miền Trung á, thì không biết là cái quan điểm của gia đình em về yêu ở khác miền thì như thế nào? Gia đình em không có quan niệm là phải miền nào hết. Quan trọng là em có thật sự tìm được niềm vui ở người bạn trai hay không. Với lại em cũng thích làm, muốn làm cho người lớn vui, cho nên là em khá là chiều. Em cũng có khả năng là làm cho người khác vui, cho người khác thương em. Cho anh ngưng xíu thôi, để bé Lan nghiến răng quá rồi. Em à, bình tĩnh. Hồi nãy người ta đã nói rồi, là sao? Làm gì làm, sau lưng đừng có ngồi trước mặt người ta. Mà nghĩ sao mà ngồi trước mặt người ta mà. Hỏi thăm rồi. Cũng một câu hỏi đó em cũng muốn hỏi chỗ Lan luôn. Ba mẹ em thì người miền Tây mà cũng rất là dễ, không có chấp nhất. Nhưng mà anh về nói chuyện với ba mẹ em là anh có thay đổi được cái giọng nói, là phải nói cái giọng nam để cho ba mẹ em hiểu không? Thí dụ anh nói vậy là em nghe không? Nghe, ba em thì chắc nghe được. Tại ba em đi đi làm gặp nhiều khách hàng thì chắc có thể châm chế. Nhưng mà mẹ là không có nghe được. Trời, em yên tâm đi em. Miễn là thằng rể đó yêu thương con mình là ba mẹ đồng ý à. Nói chung là cái phần tìm hiểu nhau như đó thôi. Bây giờ nè, mấy bạn này mấy bạn trẻ. Trẻ thì mình tương tác với nhau không có ngại ngùng gì hết. Thay vì bình thường mình cho lên nắm tay đồ ha, để mình coi có cảm xúc, có điện truyền qua hay không, để mình test lại cái cảm xúc. Bây giờ chị cho em chơi một cái mini game. Dám chơi không? Chơi. Anh đại diện cho đàn gái. Chơi đàn trai ơi. Chơi sợ à? Chơi. Trên tay của Cát Tường hiện tại đó là hai dây kẹo tẩm đường rất ngọt ngào như hương vị của tình yêu. Mỗi bạn sẽ ngậm một đầu và thi hai đội coi đội nào ăn hết cái sợi dây này trước đội đó chiến thắng, được không? Oh. Chiến thắng sẽ có một phần quà đặc biệt từ ông Mai. Rồi. Một, hai, ba, ăn đi. Ai ăn trước thì cái gì vậy? Lụm lên, bậy bạ quá, nhanh lên. Sao cắn nẻ vậy? Nó dễ vỡ, nó em mong manh à, vậy. Mình phải níu giữ mối quan hệ này chứ. Đừng nên đứt, đừng nên đứt gánh. Bên kia người ta nhai ngon nhõm nhẽm ngon rồi kìa. Từ từ thôi nè. Ăn liên tục mà cứ ăn. Thì đâu có, thằng này nó ăn nãy giờ rồi, chị thấy mà. Vậy ăn hết thì em đi. Không, nhưng mà em cũng phải ngậm, anh đứt dây là thua. Ăn đi, tôi qua coi bên đây coi. Cái này tượng trưng cho mối quan hệ của mình đó. Đó, đừng nên dùng lâu dài. Bên này ổn nè. Bên này đó, từ từ đang tiến sát gần nhau rồi nè. Ôi, không ăn đâu. Em nhìn. Bây giờ em không ăn đi. Cà Lâm cái gì? Em không ăn thì em ngậm đi để cho ảnh ăn. Ôi, em. Sao vậy? Sao Cà Lâm luôn vậy? Nè, cái mối quan hệ tôi càng ngày càng gần rồi nha. Ủa, sao bên đây Cà Lâm luôn rồi? Hả? Em nghe đi. Em nhìn nhìn. Cái gì vậy? Cái cà. Ủa, sao gọi Cà Lâm luôn vậy? Vụ gì? Hả? Em nhìn cái miệng của anh. Cái miệng sao? Cái miệng ta dễ thương mà. Trời, bé bị gì vậy? Em nói không vô. Hả? Sao? Đó cái miệng. Được. Đem lại nụ cười cho bạn nữ rồi. Còn bên đây sao? Tuyên tới đây là ngưng lại luôn rồi. Không phải, em bị hạ đường. Cái này nó chua. Ủa, sao bên đây là ngọt quá, bên đó là chua quá? Rất là chua. Nãy giờ là không ăn kẹo. Bây giờ đưa tay ra cho anh nắm coi. Giờ mới chạm nè. Coi điện có truyền qua không? Rồi. Anh truyền nhẹ nhẹ ngang giật em xỉu anh đỡ. Khi nào giờ mới được nắm tay? Nắm đi. Cầm tay nhìn vô mắt nhau 10 giây nha. Nói thử coi có Cà Lâm không? Anh ơi, anh thấy em sao? Anh ơi. Hơi. Anh thấy em sao? Em... em rất là xinh đẹp và tài giỏi. Thì anh hy vọng em sẽ về cùng anh. Chắc cú luôn vậy hả? Chắc cú luôn. Không có suy nghĩ gì nữa hả? Không cần suy nghĩ. Trả về. Đi coi.
Em có muốn nói gì em Linh? Trước khi mà đưa tới thời khắc quan trọng là không còn nói gì nữa. Chuẩn bị đến đoạn bấm nút rồi đó. Em thì cũng không biết nói gì hơn. Nếu như mà bạn nữ nào mà cảm nhận cái sự chân thành của anh thì bấm nút chọn anh. Anh cảm ơn nhiều. Bạn nữ nào luôn? Bạn nữ nào luôn? Rồi. Ha. Dạ. 30 giây dành cho em để nói cảm xúc của mình hoặc là muốn nói gì đó. Với anh á, tình yêu nó đơn giản lắm. Chỉ cần bấm nút là mình ra về thôi. Thì hãy bấm nút với anh nhé. Anh ai bấm nút với anh nhé? Dạ, thì ai cảm nhận được cái tình yêu cái tình cảm chân thành của em thì người đó sẽ bấm nút. Hai cô gái có muốn phát biểu gì không? Mời em Linh. Em cảm nhận được sự chân thành của anh Hà. Còn thật ra anh Linh cũng rất là chân thành, tại vì anh luôn tạo ra tiếng cười cho tất cả mọi người. Thì đó là một điểm rất là tốt của anh. Em thì hơi dài dòng thì nếu mà anh nào chịu được cái sự dài dòng của em á thì bấm nút chọn. Chịu bốn lần rồi, các bạn đi vòng vòng không á. Em thì cũng đơn giản nhưng mà có cái tánh nó hơi khó chịu tí, nhưng mà em sẽ thay đổi được. Nếu mà anh nào thích em á thì cứ mạnh dạn. Rồi, bao nhiêu đó thôi. Và bây giờ sẽ đến tới thời khắc quan trọng, giây phút khoảnh khắc quyết định. Thưa các bạn, mỗi người hãy đặt tay vào hai cái nút bấm của mình, một nút màu đỏ, một nút màu xanh. Mình bấm cái nút màu nào là tương ứng với mình chọn cô gái hoặc là chàng trai ngồi trên ghế đó. Hoặc các bạn có quyền không bấm nút nếu chúng ta không cảm thấy rung động với bất kỳ một ai. Hãy suy nghĩ thật chín chắn, ghép đôi thần tốc. Đây là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Thời gian bắt đầu. 5 4 3 2 1 Nữ công gia chánh, tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh. Ngoài đẹp trai với phong độ ra thì em không còn mạnh gì nữa. Ưa ghen với lại hay lèm bèm. Em rất là xinh đẹp và tài giỏi. Một tràng pháo tay cho cặp đôi trên cặp ghế màu xanh. Bây giờ nguyên tắc là khi mà đã bấm nút hẹn hò với nhau là phải hôn nhau. Mời hai bạn. Bạn nữ hôn em. Đó là tùy hai bạn tự thỏa thuận với. Hai người hôn nhau luôn cũng được. Vậy anh hôn tóc em đi. Đầu gội chưa? Gội rồi. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì cặp đôi thành công nhận một phần quà, đó là chiếc điện thoại Realme chụp siêu nét, sạc siêu nhanh. Wow, quá dữ. Và thật ra thì hai bạn không thành đôi cũng có một món quà, đó là mỗi người một chiếc điện thoại Realme. Đây, tặng cho em. Đó, tặng cho em. Và chương trình xin gửi tặng cho hai bạn, đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước uống thảo dược Thổ Phục Linh từ công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam Vinahealth Food. Và đây, nhãn hàng bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1, tặng mỗi bạn một combo bột giặt Choi. Yeah. Đây, xin mời. Hay quá, đây, tặng em luôn. Kính thưa các bạn, và đặc biệt hơn nữa là nếu như mà cặp đôi đã bấm nút hẹn hò trong ngày hôm nay mà hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được tặng 1 năm sử dụng bột giặt Choi. Nếu như các bạn đang còn tìm kiếm một nửa yêu thương của mình, hãy mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách là tải và cài đặt ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất quý vị nha. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Choi 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã đồng hành cùng chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin hỷ cho chúng tôi nha. Và kính thưa quý vị, hãy đừng quên đón xem chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Các cặp đôi cũng khá là dễ thương đúng không nè. Bây giờ thì mình sẽ chụp hình selfie của mọi người. Hello, xin chào các bạn. Vừa rồi thì chúng ta đã có được một cặp đôi rất là hoàn hảo trong ghép đôi thần tốc đúng không ạ? Không biết là cảm xúc của họ sau khi mà xuống sân khấu, khi mà không còn có đông người nữa thì sẽ như thế nào đúng không? Rồi, hãy cùng theo dõi quý vị để có thể tìm hiểu nha.
Thôi, từ từ ấy, chị mới gặp mà chị làm em quá, em gục em cà lăm giống hồi nãy nữa. Vui sao không nắm tay? Thì mình, nhưng mà vui nó không có dính với mắc cỡ, nắm tay là bị mắc cỡ. Còn bạn trai sao, cảm xúc của bạn sao? Dạ em thấy cũng vui chị, rất là vui luôn. Hôm nay chung lên đây là chương trình tạo điều kiện cho để tìm một nửa của mình. Thì nhờ chương trình nhưng mà sau này thì còn phụ thuộc vào hai em nữa. Dạ, cho nên nhưng mà hôm nay có làm quen được Lan là một niềm hạnh phúc rất là lớn rồi, rất là vui luôn. Dạ. À dạ có chứ, dặn bạn đi ăn chứ, đi ăn rồi mới về chứ. Vui ạ. Mà sao không đồng ý vậy? Thật ra là có một vài điểm ở bạn nam em cảm giác chưa có chắc chắn lắm. Ví dụ như em thích một người điềm đạm nè, khiêm tốn, nhưng mà em cảm giác bạn đó hơi năng động một chút xíu. Ngoài đẹp trai với phong độ ra thì em không còn điểm mạnh gì nhiều. Cho anh hỏi tí xíu, phải trai em làm nghề kim hoàng không? Dạ không. Nhà em có ai làm nghề kim hoàng không? À, dạ không luôn. Ủa sao trong em đẹp như một viên kim cương vậy? Trời ơi là trời. Nhà em thì không có làm kim hoàng nhưng mà được mẹ em mài dũa. Thì em thì lại sợ giống như là người ta năng động quá mình sẽ không thể nào theo kịp. Dạ đúng, mình không đi theo kịp. Nhưng mà có khi nào em nghĩ là bạn nào đó năng động thì sẽ tạo cho em một cái sức mạnh khác không? Dạ tại vì nếu như mà sau này em kiếm một người bạn trai như thế thì sao? Dạ, tại từ đầu em đã có gu sẵn á. Từ nhỏ đến lớn em chỉ luôn luôn thích một bạn nam ít nói, kiệm lời chứ không phải là ít nói. Mà cái lời nói thì sẽ giống như là luôn luôn kiểm soát được, không có phô trương quá. Thì em sẽ thích những người như vậy hơn. Vậy làm sao để đăng ký tham gia chương trình và đăng ký là một anh chàng thật là điềm tĩnh? Dạ. Trai hơn. Dạ. Hy vọng là chương trình sẽ giúp em tìm được một chàng trai như vậy. Vậy là hẹn gặp em lại trong một chương trình khác. Dạ, em cảm ơn chị.